chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jungle Resort and Casino, cơm việt kali.com, cơm phần ba món ăn ngon nhớ hoài 7149899911 và 7145481823, Health and Beauty Network giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura 7144679071, Tèo Thai Club. 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center Xăm phung thiêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121 Tế bào gốc by Olocell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714 chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. Anh Tuấn Hoàng Trọng trở lại với quý khán thính giả và trong những mùa bầu cử rồi mình mới thấy được là cái không khí bầu cử sôi nổi và một cái thể chế dân chủ văn minh nhất trên thế giới này như thế nào chúng ta nhìn thấy mỗi chúng tôi ở đây cũng khá lâu rồi và cứ 4 năm bầu cử tổng thống và cứ hai năm bầu cử sơ bộ giữa kỳ thấy cái không khí nó vui như thế nào và cho thấy rằng là cái khuyên hướng của người Mỹ họ tham gia vào vấn đề chính trị như thế nào bởi vì họ tự do, họ có tiếng nói, họ muốn chỉ trích ai, họ muốn nói như thế nào cũng được cả Ngay một đứa bé mà chúng tôi ghi nhận được một cái video ở trong một cái quán ăn khi được hỏi về lý do em có thích ông Trump hay không thích ông Trump một đứa bé mới có 7 tuổi thôi và đứa bé này nói gì em còn hiểu được đó à em không thích Trump bởi vì Trump có những tuyên bố chống lại người Mexican và những người bị disable, chọc ghẹo những người khuyết tật thì quý vị nhìn lại việt tình hình nước Việt Nam ngày nay mà tội nghiệp cho những người trong nước Hả không ạ ở đất nước tự do như thế này một đứa bé có quyền chỉ trích cả những người lãnh đạo nữa một đứa bé thôi còn ở Việt Nam thì sao nói đến một chút xíu về lãnh đạo là bị gán ghép về cái tội À, đã kích chế độ nói xấu chế độ đòi lật đổ chính quyền những cái chuyện thối nát đó mà khiến chúng ta đau lòng chính vì thế mà quý vị thấy chúng tôi thường xuyên gửi đến quý vị những hình ảnh và những cái tin tức liên quan đến chính trị để chúng ta kêu gọi quý vị mọi người hãy đi bầu bất kể quý vị bầu cho ai không cần biết đi bầu để thể hiện cái quyền công dân của mình để anh Tuấn yeah. vâng thưa quý vị các thân giả vào ngày hôm qua thì đã có tới hai trận động đất diễn ra ngay tại phía nam của Nhật Bản và tin tức mới nhất cho chúng tôi được biết là có tới 9 người thiệt mạng và cả hàng chục người khác bị thương thưa quý vị. Tin tức từ các đài truyền hình địa phương cũng cho biết là hai trận động đất này với cường độ trận đầu tiên là ban đầu họ nói là 6.2 độ sau đó giảm còn 6 độ Richter và trận thứ hai lên tới 6.4 độ Richter thưa quý vị. Và những người dân ngay tại các khu vực này họ đã phải làm gì? họ đã trong lúc di tản đó, giữa trời thiệt là lạnh nhưng mà họ bị mất nhà họ phải di tản ra ngoài tại vì với những cái cơ sở cấu trúc hạ tầng của Nhật Bản như thế này không thể nào chịu được tới những trận động đất lớn như vậy cả khu vực miền nam của Nhật Bản trong buổi tối ngày hôm qua à, rất là hỗn loạn và những đài tin tức địa phương cũng như là ông Shinzo Abe người đứng đầu của Nhật Bản cũng đã loan báo và nói với tất cả các bộ y tế và các lực cứu hộ là dồn tổng lực à, những cái bộ phận về lực lượng cứu hộ cũng giống như là y tế đến cho vùng phía nam của Nhật Bản. Trong cùng lúc đó thì ngay tại à, Miến Điện cũng đã xảy ra một trận động đất mà cũng khá mạnh lên tới 6.9 độ Richter và tin tức cũng cho biết là ở đây có hai người thiệt mạng và 150 người khác bị thương và các tin tức địa phương cũng cho biết là may mắn trận động đất này không gây hư hại các ngôi chùa chiền cổ chỉ hư hại một chút xíu mà thôi. vâng thưa quý khán thính giả trong khi đó tình hình thăm dò về vấn đề bầu cử diễn biến ở tại hoa kỳ này như thế nào à, theo một cuộc thăm dò mới nhất được đưa ra trong ngày hôm nay thưa quý khán thính giả cuộc thăm dò này cho thấy rằng là đa số người mỹ ngay trong lúc này cảm thấy họ chán ngán ông ted cruz lẫn donald trump vâng uh, điều này cho thấy rằng là với những quý vị nào ở đảng cộng hòa thì quý vị cũng thấy được cái sự khó khăn của phe cộng hòa nhất là uh, thành viên của các đảng cộng hòa đó uh, mệt mỏi như thế nào đối với việc mà họ phải đương đầu với ông donald trump À, theo cuộc thăm dò của Washington Post và ABC News thưa quý vị thì cuộc thăm dò cho thấy rằng ứng viên mặc dù là gọi là front runner tức là người dẫn đầu Donald Trump cùng với thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz cả hai đều không nhận được cảm tình của đa số người Mỹ cuộc thăm dò này không những mà phỏng vấn người đảng dân chủ lẽ đương nhiên rồi đảng dân những người theo dân chủ thì họ không có ưa thích rồi cái chuyện đó đương nhiên nhưng mà kể cả 50% người theo Đảng Cộng hòa cũng thế thưa quý vị, họ nói rằng họ không thấy được năm nay ứng viên của họ là có khả năng để có thể đối đầu không những với bà Clinton mà thậm chí Bernie Sanders luôn nữa. Và điều này cho thấy rằng là bên phía Đảng Dân chủ cho dù bà Clinton hay là ông Bernie Sanders có lên làm lên làm ứng viên chính thức của Đảng Dân chủ đi chăng nữa thì phía Cộng hòa Donald Trump, Ted Cruz vẫn không có cơ may để thắng được ông Sanders hoặc là bà Clinton. Đây là thêm một cái cuộc thăm dò từ Washington Post và ABC News rất là uy tín thực hiện và cho thấy cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với cảm tình của những người trong đảng của chính mình như thế nào. Nó sẽ tạo thêm khó khăn nữa. Cho dù ông Cruz có thắng nữa, thì cũng sẽ thất bại nặng nề đối với bà Clinton hoặc là Bernie Sanders. Trong khi đó thì à, quay sang với chính trị trên toàn thế giới, thêm một nạn nhân nữa của tài liệu Panama. Ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp của Tây Ban Nha đã chính thức từ chức sau khi có tên ở trong tài liệu Panama. Đây ông Bộ trưởng có tên là Jose Manuel Soria Ông đã chính thức từ chức sau khi vào những ngày 11 cho tới hôm nay là 14 tây tháng 4 vừa qua đã có những cái cuộc họp báo thông báo là chính mình không có liên quan tới một cái công ty à, một cái công ty có tên là UK Light Limit có trụ sở ngay tại Bahamas từ những năm 1992. Nhưng mà ông ta không thể nào có thể xóa đi những cái hồ sơ được. Và theo như những thám tử mật vụ người ta đã điều tra những hồ sơ đó trên đó có những chữ ký, người ta đem những cái chữ ký đó xác nhận là đó chính là chữ ký của ông Bộ trưởng Bộ Công nghiệp của Tây Ban Nha. Mặc dù trước đó ông đã nói tôi không có liên hệ gì bất kỳ tới những cái công ty này ngay tại Bahamas cả. Được biết công ty này đứng dưới tên của gia đình của ông Bộ trưởng và chính thức vào ngày hôm nay ông đã từ chức mặc cho những người đồng cấp của ông nói rằng việc này không ảnh hưởng tới nền chính trị và ông không nên từ chức. Thưa quý vị, trong khi đó một vị bộ trưởng Bộ Giao thông của Bỉ, à người phụ nữ này giữ chức quyền hành rất lớn, bộ trưởng Bộ Giao thông. Chuyện gì đã xảy ra với bà đó là bà à Jacqueline Galin. Lý do mà mọi áp lực và chỉ trích đều dắm lên bà là vì theo dõi cuộc điều tra về tình hình an ninh tại phi trường và dẫn đến cái tình trạng mà tấn công khủng bố vào ngày 22 tháng 3 vừa qua khiến nhiều người thiệt mạng tại phi trường Javentem cũng như trạm xe điện Melbeck thì họ thấy có những lỗ hỏng rất lớn về an ninh không có được kiểm soát chặt chẽ và chưa kể đó là cái việc mà không có thêm các ngân sách một trong những người mà đã từng xin từ chức trước đây đã cho biết là ông thấy là ngân sách của nước bỉ đã bỏ ra cho dù là nước bỉ đã biết trước là đã xảy ra vụ tấn công khủng bố ở paris thế nhưng vẫn không có những nỗ lực để có thể làm giảm đi cái tình hình an ninh nguy cấp của các phi trường hệ thống này dần dần người ta thấy rằng sẽ có thêm những vị bộ trưởng khác từ chức. riêng với người bộ trưởng về an ninh nội địa của Mỹ đã muốn xin từ chức, thế nhưng ông thủ tướng Mỹ lại không cho phép. ông nói rằng à, tình hình bây giờ đầy bất ổn chính vì thế anh nên ở lại công việc cho đến khi chúng ta à, có được một người thay thế. À, bên cạnh đó thì uh, chính phủ uh, Anh Quốc ngày hôm nay cho biết họ vừa bắt được bốn người đàn ông và một người phụ nữ vì uh, nghi can có thể thực hiện một kế hoạch khủng bố và cuộc điều tra này liên quan đến cuộc khủng bố ở thủ đô Paris cũng như là ở Bỉ uh, cho thấy rằng là ba người đàn ông cùng với một người phụ nữ 29 tuổi bị bắt ở tại thành phố Birmingham của Luân Đôn vào ngày hôm qua. Đến sáng ngày hôm nay thì có thêm một người đàn ông khác đã bị bắt tại phi trường Gatwick của Luân Đôn. Và hiện nay thì cảnh sát không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào khác liên quan đến dụng vụ bắt giữ năm người này bị À, bắt được ba người nhưng mà rồi cũng trả tự do cho ba người mới đây vì lý do họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên can đến khủng bố tất cả chỉ là những sự tình nghi mà thôi và mình còn thêm một chương trình nữa không? hay là mình phải tạm chia tay với nhau rồi hả Anh Tuấn? Dạ vâng, tôi tôi theo dõi mà tôi không nhớ hết thời gian luôn nữa. Dạ vâng, đây là phần 3 của chương trình. Phần ba rồi hả? Thứ sáu dạ vâng. thì đến quá chỉ nhanh không 3 phần thôi. Cho nên thôi tạm chia tay với Anh Tuấn bởi vì chúng tôi sẽ đón tiếp à, Terry Thanh Hương từ Bosa Tickets à, có thêm các tin tức và Tuấn theo dõi nha để dạ. giữ gìn sức khỏe mình cho uhm, thật tốt để tiếp, dạ vâng. tiếp tục làm tin tức cho đài. Dạ vâng, Rất tiếc ngày hôm nay trục trặc kỹ thuật nên có những cái hình ảnh mà yeah. chúng tôi muốn gửi đến tới quý vị khán giả nhưng mà không thể nào gửi được. Thôi hẹn thứ hai tuần sau sẽ có những phần tin tức nóng hổi nhất trong tuần kính chúc quý vị khán giả một ngày một cuối tuần thật đẹp và chúc anh thủy yeah. có một cuối tuần thật là tuần sau mình đi, đi ăn phở nhé nha. dạ là... chắc chắn Cả... chào đây. anh vâng. tuấn chào chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé